Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Hatadin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Hatadin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Desloratadin Dạng bảo chế Dạng siro Công dụng Sizohatadin chứa hoạt chất là Desloratadin, là một thuốc kháng hitamin H1. Hatadin là thuốc chống dị ứng không gây buồn ngủ, được sử dụng để giảm nhanh các triệu chứng liên quan đến viêm mũi dị ứng, như hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa mắt, mũi, nghẹt mũi, đỏ mắt, chảy nước mắt, ngứa họng và ho. Nổi mày đay, như ngứa và phát ban. Cách dùng. Người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên, 10 ml một lần mỗi ngày. Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, 5 ml một lần mỗi ngày. Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi, 2,5 ml một lần mỗi ngày. Trẻ từ 6 tháng đến 11 tháng tuổi, 2 ml một lần mỗi ngày. Chống chỉ định. Không dùng cho bệnh nhân quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc hoặc quá mẫn cảm với loratadin. Lưu ý khi sử dụng. Khi có những phản ứng do mẫn cảm với thành phần của thuốc như phát ban, ngứa, nổi mề đay, vù, khó thở nên ngừng desloratadin và thay bằng phương pháp điều trị khác. Không khuyến cáo sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú có thể gây ảnh hưởng ít đến khả năng lái xe và vận hành máy móc vì thế nên thận trọng. Tác dụng phụ Ngưng sử dụng thuốc và liên hệ ngay bác sĩ hoặc đến bệnh viện ngay lập tức khi có các dấu hiệu sau, khó thở, thở khó khè, ngứa, mê đay và sưng phủ. Phản ứng rất thường gặp, đau đầu. Phản ứng phụ thường gặp, mệt mỏi, ngủ gà, chóng mặt, đau bụng kinh, khô miệng, buồn nôn, khó tiêu, đau cơ, viêm vùng hầu họng. Tương tác thuốc Không nên dùng chung với bất kỳ sản phẩm khác có chứa desloratadine. Không uống rượu khi đang điều trị với thuốc này. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược Apimed Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Hatadin, đồng thời biết cách sử dụng Hatadin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.